Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là chiếc đầu CD đến từ thương hiệu Acuphase có model là DP55V. Đây là một trong những chiếc đầu CD được gọi là quốc dân, là một trong những chiếc đầu CD được đánh giá rất là cao về hình thức cũng như chất âm. Chiếc đầu CD Acuphase này là một trong những chiếc đầu CD vừa chạy được CD vừa làm được giải mã DAC khi các bác kết nối được các thiết bị từ bên ngoài vào. Nên là giải mã qua chiếc đầu này làm chất lượng nhạc nó rất là tốt. Chiếc đầu CD Acuphase DP55V này là hàng từ Nhật về, sử dụng điện 100V. Và đây là một trong những chiếc đầu tuyển chọn đẹp, rất đẹp, rất mới luôn. Đó, với cái thiết kế là mặt phay nhôm vàng chanh. Đó, các bác nhìn, mặt phay nhôm vàng chanh. Bên trên nó là cái khay đĩa ở đây. Đó, cái phần bên này nó là CD Block, là khi chuyển điện, chuyển sang giải mã về và chuyển về CD. Bên này là nút ra vào cửa đĩa. Và bên dưới là sử dụng cái đồng hồ báo logo ở đây. Và hai bên, bên này là hiển thị số dây và bên này là hiển thị số bài. Đó, chiếc đầu này là một trong những chiếc đầu rất là hay ở trong tầm tiền. Đó, và bây giờ em sẽ test cái chức năng CD, sau đó sẽ quay một vòng để các bác cùng trải nghiệm. Sau đó là em sẽ mở luôn cái máy ra để anh em ta cùng trải nghiệm xem cái mức độ đẹp của chiếc đầu này nhá. Đó, cái phần cơ của dòng đầu CD này thì vô cùng là mượt mà rồi. Thì nói đến cái phần cơ của Acuphase thì rất là mượt. Đó, buông tay là đọc luôn. Em sẽ đưa máy quay lại gần và để các bác cùng cảm nhận được xem cái mức độ đẹp của chiếc đầu này. Đó, và đây là cái điều khiển zin theo máy Acuphase made in Japan. Và đây là cái dây nguồn cũng theo máy luôn. Những cái dây nguồn xịn thì thường là dây nguồn Kawasaki đây. Dây nguồn xịn nha các bác. Đó, em sẽ nách luôn cái bài để anh em các bác cũng biết được cái chất lượng mắt nó đọc tốt như nào. Đó, buông tay là đọc luôn, rất là tuyệt vời. Em sẽ quay một vòng để các bác cùng trải nghiệm. Rất mới, chưa có một cái dấu chấm dấu phẩy gì cả nhá. Đó, Acuphase DP55V. Dòng này vừa chạy được CD, vừa có chức năng giải mã độc lập rất là hay. Đó, em sẽ tắt nguồn đi, em sẽ quay một vòng để các bác cùng trải nghiệm. Cái phần lắp trên này thì luôn luôn là cái phần lắp có màu sơn màu ghi là cái đặc trưng của dòng Acuphase rồi. Hai bên hai ngốc ốc, để một lát nữa sẽ mở cái lắp ra để các bác cùng trải nghiệm. Đây là cái phía sau của chiếc đầu CD Acuphase DP55V, rất là đẹp, rất mới luôn. Đó, con này sử dụng điện 100V và 15W tiêu thụ điện năng, rất là ít điện thôi. Đó, gần như không có điểm trừ. Và bây giờ xin mời các bác cùng em sẽ mở cái lắp ra cho anh em ta cùng trải nghiệm cái máy móc xem nó có đẹp như không nhá. Vâng, em đã tháo cái máy của chiếc đầu CD Acuphase DP55 ra và bây giờ em sẽ quay để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của chiếc đầu này nhá. Đó, rất là mới luôn. Những chiếc đầu CD Acuphase thì luôn luôn có cái sự ổn định rất là cao. Và đây là những đầu mà hàng Nhật về nên là em không so sánh với những hàng mà đã dùng ở Việt Nam nhé các bác. Đây là tất cả những cái vỉ mạch của chiếc đầu CD này thì rất là mới luôn. Đó, đây là phần khay đĩa. Như mới sản xuất luôn. Tất cả cái phần sơn si này nó còn rất là mới, rất là nét này, không bị rôm gì nhá. Phần đi cũng rất là cực kỳ mới. Acuphase DP55 15W, còn này là điện 100V bên Japan. Dòng này là đã sử dụng giải mã rồi nha các bác. Đã dùng giải mã, có giải mã khi các bác kết nối từ TV xuống hay là các bác kết nối từ thiết bị bên ngoài vào. Đây đường Coaxial. Coaxial đây đường đồng trục này. Đây đường vào thì đường ra đây. Đó. Còn đường optical thì nó đường quang, quang vào quang ra. Đó, như mới tinh luôn.
vật mới. Và đây đường ba lăng, những cái chân này chưa có dấu hiệu bị han gì này, à, có gì đâu, những cái dấu, cái chân này chưa có dấu hiệu bị han gì, vẫn còn mới tinh đó. Những chiếc đầu tuyển chọn đẹp xuất sắc như này thì là hiện tại chiếc đầu này em đang bán với giá là 51 triệu. Đó, có đợt trước thì có những cái đầu nó kém hơn một chút thì em nhập rẻ hơn thì em bán là 49 triệu 500, thì chiếc đầu này là bán em nhập cao hơn, đẹp hơn, giá em bán là 51 triệu các bác. Đó, tất cả là máy móc zin tuyệt đối và hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng từ CD đến giải mã. Và video clip đến đây em xin dừng. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại.